Xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi sam linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Dòng siêu bông ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Rồi mã số đầu tiên của clip là 182. Đó, một cây song thụ ha, lắc lượng rất là quái đẹp luôn. Như con rồng vậy. Hai cây lắc lượng ha. Này thì em đo cái thân bên đây ha. 15 oành. Chiều cao là 47, đường kính bầu là 19. Cái này là nguyên cái dàn đế của nó là hết cái bầu luôn nè. Rồi mã số 182 giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000. Cái nhánh này nữa em cắt bỏ ha cô chú anh chị, 300.000. Cắt bỏ nhánh này ha, nhánh này nó bị hư rồi, không ảnh hưởng gì hết. 300.000. 183. Thêm một cây quái độc nữa nè cô chú anh chị ơi. Cây này độc lắm ha. Ở đây cũng có rễ nha cô chú anh chị. Chứ cái chân này có rễ ha. 15 oành. Chiều cao là 42, đường kính bầu là 22. Mấy cây này cơ bản là nó đã có chồi lại nè cô chú anh chị. Rồi 183, 300.000. Cô chú anh chị mình thấy mấy cái cò lắc rất là đẹp ha. 15 oành. Chiều cao 36, đường kính bầu là 18. Cây tàn thiên nhiên nha cô chú anh chị. Rồi 184, 200.000. Đó, cây này nhìn nó cũng quái quái nè. 16 oành. Chiều cao là 41, đường kính bầu là 18. Rồi 185, 250.000. Một cái cây đế bàn nổi đẹp luôn ha. Cô chú anh chị mình thấy anh à. Cộng nào ra cộng đó mà đều tứ diện hết trơn ha, bốn vách vách nào cũng có hết trơn ha nè. Rất là đẹp, cây to lực luôn. 18 oành. Chiều cao là 40, đường kính bầu là 19. Rồi 186, 300.000. Cây cũng đâm chồi trở lại hết rồi nha cô chú chị. 187. Cây này cái củ đế nó cũng nở nè nha cô chú chị. Đây củ đế nở ha. Lắc lượng tàn thiên nhiên đẹp luôn. 18 oành. Chiều cao là 40, đường kính bầu là 19. Rồi 183, 300.000. Cô chú anh chị, 300.000. Lộn. Rồi 188. Tàn đa, một cốt tàn đa lắc lượng nha. 20 oành. Cây này to quá ta. Chiều cao là 55, đường kính bầu là 20. Rồi 188, 250.000. Một cây dán quyền ha, dán bài luôn. 19 oành. Chiều cao 42, đường kính bầu là 17. Rồi 189, 250.000. 190.
cây này đế nó cũng nở nữa nè cô chú anh chị. Mười tám của anh, chiều cao là 51, đường kính bầu là 16. Rồi mã số 190, 250 ngàn. Một trăm chín mươi mốt, một cây quá đẹp luôn, cây song thụ ha, quá đẹp, lắc lượn co lắc tàn thiên nhiên ha cô chú anh chị. Mình xem cái co là đó, co lắc này rất là đẹp nha đó. Hoành 26, chiều cao là 48, đường kính bầu là 18. Cây quá đẹp ha cô chú anh chị. Hay cưa bỏ nhánh này ha, nhánh này nó hư rồi, cưa bỏ nhánh này nó cũng không cần thiết ha. Rồi mã số 191, 400 ngàn. Một trăm chín mươi hai, lắc lượn luôn, củ đế nở nè cô chú chị. À ha, có cái bàn nè, bàn đế. 21 hoành, cây khá là to, chiều cao là 46, đường kính bầu là 20. 192, 250 ngàn, bao ship luôn, linh sam siêu bông nha. 193 cũng là cây cuối cùng của clip luôn, cây này tàn thiên nhiên đẹp à cô chú anh chị. 20 hoành, chiều cao là 54, đường kính bầu là 21. 193, 250 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.